Chúng tôi xin được trả lời khán giả Bùi Văn Phượng có số điện thoại là 0823, 3 số cuối là 138 ở Cao Phong, Hòa Bình hỏi như sau. Cho tôi xin hỏi cái cách pha chế thuốc trừ sâu sinh học từ gừng, tỏi, ớt như thế nào? Vâng, với thắc mắc của khán giả Phượng thì chuyên gia đã có câu trả lời như sau. Theo tôi thì là cái để mà pha chế cái thuốc thảo mộc từ tỏi, gừng và ớt, chứ không phải chỉ có tỏi ớt không, nên cho cả gừng nữa. Thế thì ba thứ đó là người ta pha như thế này. Thứ nhất, tức là anh phải chuẩn bị cho tôi là mỗi một thứ là 1 kg. Tỏi 1 kg, gừng 1 kg, ớt 1 kg. Thế thì mỗi một thứ đó thì chúng ta đem chúng ta giã nhỏ ra. Ớt cũng đem nghiền nhỏ ra, gừng cũng giã nhỏ ra và tỏi cũng giã nhỏ ra. Thế thì có thể chúng ta ngâm riêng hoặc có thể ngâm chung. Nếu ngâm riêng thì mỗi một cân của cái mỗi 1 kg của cái nguyên liệu tỏi gừng ớt đấy là chúng ta ngâm với lại 1 lít rượu. 1 lít rượu. Xong là chúng ta nên đưa vào trong các bình và các hũ phải có nắp kín để làm gì? Để trong quá trình ngâm ấy là không bị rượu nó không đi bay hơi. Vì rượu của chúng ta nếu mà chúng ta là không nắp kín thì nó sẽ bị bay mất hơi. Nó bay hơi. Như thế thì nó sẽ giảm cái rượu ở trong đó đi. Vì thế cho nên là chúng ta phải làm với kín. Thế thì ngâm trong vòng khoảng là 12 đến 15 ngày sau là chúng ta có thể sử dụng được. Còn nếu mà nó ngâm chung thì ba thứ đó cũng đem giã ra, mỗi thứ 1 cân ấy, chúng ta giã ra thì chúng ta đổ chung vào với nhau và chúng ta đổ vào 3 lít rượu và chúng ta ngâm chung. Thế thì cũng thời gian ngâm là cũng như trên. Thế thì còn lại đến khi sử dụng thì như thế nào? Thì khi sử dụng thì là nếu ngâm riêng thì mỗi một thứ chúng ta lấy ra 60 ml, chúng ta đổ chung vào với nhau, như thế này có thành 180 ml của ba thứ, chúng ta pha vào trong cái bình 10 lít để chúng ta đi phun. Còn nếu mà ngâm chung thì chúng ta lấy ra 200 ml cái dung dịch là nước cốt ấy, xong rồi chúng ta đem chúng ta pha vào trong bình 10 lít thì chúng ta đi chúng ta phun. Đấy, thế rất đơn giản, không có gì là khó khăn cả. Chúng tôi xin được chuyển sang trả lời khán giả Phạm Văn Tùng có số điện thoại là 0933, 3 số cuối là 568 ở Yên Mỹ, Hưng Yên hỏi như sau. Nhà tôi trồng 4 sào gồm có 100 cây bưởi diễn. Tôi trồng được 2 tháng, bưởi thì đã ra lộc, một số cây lại có hiện tượng nó vàng đầu lá. Bây giờ tôi xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này ra sao? Anh Tùng thân mến, với câu hỏi của anh thì chuyên gia có câu trả lời cho anh như sau. Qua cái mô tả của khán giả thì tôi khẳng định một điều thế này. Cái thứ nhất, tức là một trong hai lý do nó xảy ra. Thứ nhất, tức là cây của chúng ta là bị thiếu dinh dưỡng. Thiếu dinh dưỡng, cho nên cuối cùng là nó vàng hết toàn bộ cây. Tất cả lá già này nó đều vàng cả. Bởi vì nó thiếu dinh dưỡng quá mức. Hoặc là dinh dưỡng chúng ta có bón đấy, có bón cho nó đủ đấy, nhưng mà do cái môi trường trồng nó không thuận lợi, không phù hợp, cho nên là bộ rễ không phát triển được, rễ không phát triển được, cho nên phân bón chúng ta bón vào là cây không sử dụng được, cây sử dụng được, cho nên cũng ung dẫn đến tình trạng là cây vẫn bị thiếu dinh dưỡng, dinh dưỡng thì nó đấy. Vì thế cho nên đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì có thể thế này, nhưng mà tôi nghiêng về trường hợp thứ hai nhiều hơn. Trường hợp thứ hai là do bộ rễ bị tổn thương, có thể có cả tuyến trùng, có cả nấm bệnh nó đã gây hại cho bộ rễ, cho nên là nếu mà anh đào nên anh kiểm tra thì chắc chắn là trên rễ sẽ có nhiều những cái nốt u là một. Thứ hai nữa là phía ngoài đầu rễ là bắt đầu đã nó có hiện tượng tức là bị thối rồi. Vì thế cho nên là khi anh cầm cái đầu rễ anh thuốc thì cái tức là toàn bộ thịt rễ và phần vỏ rễ nó sẽ tụt đi, đấy chỉ còn là mỗi cái lõi gỗ trong thôi. Mà cái gỗ đầu tiên thì nó hơi màu vàng vàng, sau đó nó thâm đen dần dần, nó thối dần, từ đấy nó thối vào. Thì đấy là do cả tuyến trùng và cả nấm nó gây ra. Thế thì trong cái trường hợp thứ nhất, tức là nếu mà thiếu dinh dưỡng thì anh cần phải chú ý như thế này. Cái thứ nhất là trước hết chúng ta phải biết rằng là cái cây bưởi của chúng ta nó sống trong cái môi trường phù hợp nhất, đó là cái độ pH của nó là từ 5,5 đến 6,0. Mà đất của chúng ta thì chắc chắn là chùa. Vì đất ở vùng nhiệt đới của chúng ta và phòng hoa mạnh như này thì chắc chắn là chùa. Vì thế cho nên là hàng năm anh phải chú ý, tức là chúng ta phải bón vôi bột cho cây. Nhưng bón mấy mức độ vừa phải thôi, chứ không phải cứ bảo rằng là thế nếu chùa thì chúng ta cứ có bao nhiêu vô chúng ta cứ tương tất vào thì nó lại trở thành đất nó kiềm quá.
kiềm quá thì cây cũng không sử dụng được, bón phân bón vào cây không sử dụng được. Mà kiềm quá như thế là nó làm cho tất cả các loại phân bón của chúng ta là nó còn bay hết đạm kia, mất hết đạm kia, nó bay trong tự nhiên hết. Vì thế cho nên là chúng ta phải bón vào làm sao đó, thì anh sử dụng cái máy đo độ pH hoặc là giấy quỷ thì chúng ta đo cái độ pH trong đất của chúng ta xem là bao nhiêu. Nếu dưới 5 thì chúng ta phải bón vôi bột làm sao để nâng cái độ pH của nó lên đạt từ 5,5 đến 6,0. Thế là tốt nhất. Thế sau đó rồi thì chúng ta bắt đầu mới bón phân. Sau cái bón vôi bột khoảng 10 ngày trở lên thì chúng ta mới bắt đầu bón phân. Bón phân thì nên ưu tiên là sử dụng phân chuồng, phân hữu cơ hoài mục. Còn nếu không có phân chuồng, phân hữu cơ mục thì chúng ta có thể mua cái phân hữu cơ khoáng, hữu cơ sinh học với cơ vi sinh thì chúng ta bón, không sao cả. Còn nếu mà dùng phân chuồng và phân hữu cơ hoang mục, mấy phân của nhà mình ấy, tức là phân hữu cơ truyền thống ấy, thì chúng ta cần phải bón bổ sung thêm cái phân NPK. NPK nên chọn cái loại NPK cộng TE. Anh có thể sử dụng một trong hai loại, một tức là cái loại 16-16-8 cộng TE hoặc là loại 15-15-10 cộng TE đều được cả để chúng ta để bón. Mà đây là thời kỳ cây chưa ra hoa, cho nên là chúng ta nên chú ý, tức là các dạng loại phân đấy người ta đều có sản xuất hai dạng, một dạng thì sử dụng cho bón lót và một dạng sử dụng cho bón thúc. Thế thì ta nên mua cái loại phân bón lót để chúng ta bón. Đấy là việc thứ nhất. Nếu mà như vậy, nếu mà anh được thực hiện như vậy nữa thì thứ hai nữa là hiện nay nó mới, chúng ta mới cải tạo lại độ pH như vậy, cho nên là bộ rễ cây nó cũng chưa phát huy được tốt nữa. Thì kết hợp một cái, tức là chúng ta sử dụng một trong các loại phân bón lá mà loại chuyên dùng cho cây ăn quả có múi để chúng ta phun lên trên lá của nó nữa, để là gì, bổ sung dinh dưỡng cho cây, thì chắc chắn là cây của anh nó sẽ hồi xanh trở lại và nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt. Còn trường hợp thứ hai là chúng ta đã làm như vậy rồi mà cây vẫn vàng thì chứng tỏ tức là bộ rễ bị tổn thương, bộ rễ bị tổn thương. Thế thì bây giờ anh phải sử dụng một trong các loại thuốc trừ gà tuyến trùng. À, thế thì cái thuốc trừ tuyến trùng là thuốc nào? Cái thuốc tức là gốc này, đây, cái thuốc trừ tuyến trùng gốc abamectin hoặc là chitosan hoặc là cytokinin hoặc là clinotinonit hoặc là benfuracap vân vân, một trong các loại thuốc trừ tuyến trùng này chúng ta kết hợp với một trong các loại thuốc trừ nấm có gốc là simosanin cộng folcetin aluminium hoặc là copper oxychloride hoặc folcetin aluminium cộng với mancozeb vân vân. Thế chúng ta sử dụng một trong các loại thuốc như vậy. Thế thì để chúng ta tưới vào trong cái vùng gốc rễ cho cây, tức là bộ tán nó ra đến đâu thì chúng ta phải tưới hết đến ngoài, từ ngoài mép bộ tán bên vào đến gần gốc của nó, chúng ta tưới ướt đập cho nó, đập cho nó. Như vậy thì nó mới tiêu diệt được nấm và tuyến trùng ở trong. Nên thực hiện hai lần cách nhau 10 đến 15 ngày theo cái nồng độ khuyến cáo ghi trên bao bì của thuốc ấy, để chúng ta thực hiện như vậy. Thế sau khi mà thực hiện như vậy xong rồi thì bắt đầu chúng ta mới tiến hành bón phân bổ sung cho cây để làm gì, để giúp cho bộ rễ nó hồi phục lại nhanh và nó sinh trưởng tốt. Tuy nhiên rằng lúc này rễ tổn thương như vậy cho nên là chúng ta bón phân và cây chưa sử dụng được thì cũng nên sử dụng cả phân bón lá để chúng ta phun lên trên tán lá cho cây.